như này nó có dễ nổ quá không các bác? Bật phát là nổ luôn. Quá dễ nổ luôn. Xẹt phát nổ, xẹt phát nổ. Đây là công tắc tạm dừng cái auto stop. Đó. Bây giờ là bấm đèn. Nó có dễ nổ quá không các bác? Bây giờ là mình sẽ bật cái công tắc này lên. Đó. Dễ nổ quá không ạ?